Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là mùng 1 Tết đầu năm mới. Nguyễn xin kính chúc toàn thể các cô chú anh chị và các bạn yêu Lan trên cả nước một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Vẫn là những cái câu chúc đầu năm quen thuộc các cô chú anh chị ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, chăm sóc được những nhiều giò lan tốt. Còn đây là vẫn là những cái video hoa nở trong vườn. Ngày hôm nay tiêu đề là gì ạ? Ngàn hoa khoe sắc ha. Nó không phải là trăm hoa đua nở nữa mà là ngàn hoa khoe sắc, đúng là cả ngàn hoa. Hôm nay Nguyễn sẽ cho mọi người mãn nhãn với lại những cái giò lan nở ở trong vườn Nguyễn ha. Trước mặt mọi người đây là cái giò kiều. Những cái dây kiều hết sức rực rỡ mọi người ạ. Đây. Đẹp ha. Nguyễn sẽ quay mỗi chậu lan ngắn thôi. Chứ vì nó nhiều quá cũng không đủ thời gian để cho mọi người xem ha. Đây là toàn bộ cái chậu kiều. Nhìn đã chưa cả nhà ơi? Kiều này thì là kiều vuông ha, cánh trắng, lưỡi vàng. Đây một cái chuỗi bông của nó thì đẹp như thế này đây ạ. Cánh trắng, lưỡi vàng. Rồi, những cái chậu năm cánh trắng HO. Quá đẹp luôn. Cây HO thì nó quá nổi tiếng về cái đẹp của độ đẹp của bông hoa. Có một cái điểm không thích lắm ở cây HO, nó là làm hoa của nó hơi khó. Tuy nhiên bên em thì cũng đã khắc chế được cái vấn đề này, cho nên là cây HO nó nở tại vườn Nguyễn quá đẹp luôn, đúng không các cô chú anh chị ha. Bông HO. Rồi, đây một chậu HO nữa. Chậu này thì cũng nở nhiều ngày rồi, cũng quen thuộc với mọi người, Nguyễn cũng quay cho mọi người xem suốt ha. Còn đây là những cái giò hồng yên thủy. Mọi người thấy không? Ngàn hoa đua nở, ngàn hoa khoe sắc, hoa và nụ rất là nhiều và cũng không thể thiếu năm cánh trắng Phú Thọ. Đây là những cái tác phẩm năm cánh trắng Phú Thọ nở đây mọi người ơi. Đây là những cái chậu á, mọi người thấy đẹp như thế này thôi, nhưng mà nó là những cái chậu mà dạt còn lại nha các cô chú anh chị nha. Còn những cái chậu đẹp thì em đã bán hết rồi đó, mà mọi người thấy nó còn đẹp như thế này nè. Cái chậu này thì vừa HO vừa Phú Thọ luôn, HO bên này, Phú Thọ bên này. Rực rỡ chưa? Rực rỡ không mọi người? Nè. Đây một chậu Phú Thọ nữa nè. Những cái chậu này là những cái chậu mà nó còn dạt lại đó nha. Còn những cái chậu đẹp là tụi em đã bán hết rồi đó. Khách tới vườn nó nhìn những cái giò lan của Nguyễn phải nói là mê ly luôn và thơm nức vườn luôn. Ai cũng nói là chưa bao giờ tận mắt thấy được những cái giò lan phi điệp mà nó nở rực rỡ như thế này. Ngoài ra thì trong vườn nở rất là nhiều những cái giò khác, như cái giò này là giò hồng trinh nữ nè, mọi người xem nguyên một cái giò nó toàn bộ sắc hồng hết luôn ha. Kiều tím đây nè, kiều tím nha. Rồi đây một chậu Phú Thọ nữa nè, một chậu đơn thôi nhưng mà hoa cũng đẹp ha. Phú Thọ nè, hồng hòa bình nè mọi người nè, hồng hòa bình. Một cái chậu này để rất là nhiều hoa nên hoa nó chi chít hoa luôn. Hồng Hòa Bình 2017 đó. Nguyễn đi dạo cho mọi người xem những cái chậu hoa ở trong vườn Nguyễn đang nở ha. Đây một cái chậu gì nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nở đẹp nè. Cây gì đây? Cây củ long cao phong Hòa Bình nè mọi người nè. Củ long cao phong nha, một chậu nhỏ nhỏ như thế này thôi. Hoa đẹp chưa? Một rừng hoa đang nở luôn các cô chú anh chị ạ. Đây vẫn tiếp tục là hồng Hòa Bình ha. Hồng Hòa Bình nè. Nữ hoàng 28 vẫn còn lác đác lai rai nở. Nữ hoàng 28 nè. Đây mọi người thấy không? Một rừng hoa nở luôn nè. Có những cái nở trước, có cái những cái nở sau. Nó tàn, có những cái đã tàn, có những cái thì mới đang bắt đầu nở. Hồng mỹ nhân. Nó nhiều lắm mọi người ơi. Ở đây một chậu HO nữa nè. HO vẫn đẹp nhất. HO vẫn Nguyễn vẫn thích nhất mọi người ạ. Nó chỉ có là khó làm hoa thôi, nhưng mà một khi nó nở hoa thì rất đẹp, năm cánh trắng tinh mắt hồng. Trang lên trên viền. Đây chúng ta xem tổng thể ha. Nhìn xa xa thì nó đủ các thể loại hết.
Thơm lắm mọi người ơi, thơm nức cả mũi á. Ngắm lại chậu kiều ha. Ngắm lại chậu kiều mọi người. Nè. Tết đến xuân về, vườn Nguyễn ngập tràn hoa luôn mọi người ạ. Còn cái chậu hồng ca bang. Hồng ca bang thì vẫn rất là đẹp. Mình rất thích cây này, mời mọi người ngắm qua, hồng ca bang. Cái chậu này là hoa nở tự nhiên luôn, Nguyễn không có kích nha. Đây là hoa rất là to và cánh bay đẹp. Nó là cây hồng ca bang rất đáng để mà sưu tầm. Cực kỳ đẹp luôn, cây này nó ít giống lắm. Hiện tại trong vườn Nguyễn không còn mấy giống đâu. Cho nên cái chậu này Nguyễn sẽ để làm giống cho sang năm các cô chú anh chị ạ. Mắt đỏ hòa bình. Cực kỳ đậm ha. Cực kỳ đậm luôn. Năm cánh trắng đại tướng. Rồi, quay đi quay lại mà cũng hơn 5 phút rồi, 6 phút rồi. Sơ sơ như vậy thôi đó mà mọi người thấy rất là nhiều hoa ha. Rồi, em xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong những video sau nha. Nữ hoàng 28 này. Hoa nở nhiều quá, không kịp quay cho mọi người luôn á. Có lẽ là tối nay mùng 1 thì Nguyễn sẽ có phiên live đầu tiên trong năm âm lịch 2024 ha. Rồi, Nguyễn xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong những phiên live tiếp theo ha. Bye bye cả nhà.